Giày to quá hả? Baby xin lỗi nha, Baby mua cái giày số 32 xin lỗi nha. Rồi giày cởi ra hả? Ừ, cởi ra. Cởi ra là chừng nào mang? Hôm nay con sinh nhật vui không? Ngày mai có sinh nhật nữa không? Sao vậy? Tại sao? Mai Baby về Sài Gòn rồi. Mai Baby về Sài Gòn vậy con về chơi với ngoại hả? Chứ làm sao? Con thích làm gì? Con đi học lại vui mà.